tục đến với nội dung bộ phim Tinh Thần Biến. Ở cuối tập trước, Tần Vũ đã bị dồn đến bước đường cùng. Đúng lúc nguy hiểm thì được tên thanh niên gọi là Vô Danh trợ giúp. Điều này làm cho hai tên kia vô cùng bất ngờ. Vậy nhưng bọn chúng vẫn không bỏ cuộc, cả hai đồng thời tung trường về phía Tần Vũ. Nhưng trường lực vẫn y nguyên bị hóa giải. Đánh từ xa không được nên hai tên kia liền lao lên đánh cận chiến. Đột nhiên một cây trường thương xuất hiện ngăn cản, đẩy lui hai người về sau. Người xuất thủ chính là gã thanh niên được gọi là Ngao Vô Danh. Sự xuất hiện của hắn khiến hai tên kia cũng bất ngờ, bộ dạng hỏa hoãn. Vô Danh trực tiếp mỉa mai bọn chúng lấy nhiều hiếp ít. Bọn chúng lấy lý do đám người Tần Vũ cố tình làm loạn phá hoại cuộc giao dịch của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế. Đây chính là không coi mặt mũi hai vị chí tôn ra gì. Đương nhiên phải cho bọn hắn một bài học. Vô Danh cảm thấy bọn họ đã nhận được một bài học rồi, tha được cho người thì tha. Như vậy chắc cũng không ảnh hưởng gì đến uy danh của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế, coi như nể mặt của hắn. Tuy nhiên hai tên kia lại không thích điều này, còn cho rằng Vô Danh hắn cần gì lội vào vũng nước đục này chứ. Vô Danh nghe vậy vẫn cứng rắn muốn bảo lãnh cho Tần Vũ. Điều này làm cho Huyết Y Lãnh cũng khó xử, bọn họ không muốn đối địch với đối phương. Vậy nhưng hôm nay trên thân mang trọng trách nên không thể làm trái. Cho dù xuất thân của hắn là siêu cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long, vậy nhưng chỉ với mấy câu mà muốn bận hắn vi phạm pháp chỉ của Vũ Hoàng thì nực cười quá đó. Lệnh cấp trên khó trái, vậy nên đành phải đắc tội. Vừa dứt lời, cả hai liền cùng lúc đánh ra công kích dàn mặt Vô Danh. Vô Danh cũng xuất thủ ngăn cản che chắn trước người Tần Vũ, sau đó xuất ra chiêu thức tạo ra một con rồng vàng óng đánh trả lại hai tên kia. Chỉ một chiêu đã đẩy lui được hai người về phía sau, khiến bọn họ phải thốt lên khen ngợi. Biết có Vô Danh ở đây, bọn họ chẳng thể làm gì được nên chọn cách quay xe rời đi. Quân Lạc Vũ muốn đuổi theo bọn chúng, vậy nhưng Tần Vũ đang ngăn cản. Trận chiến đến đây cũng dừng lại, Quân Lạc Vũ và Khương Nghiên không quên cảm ơn Vô Danh đã ra tay trợ giúp. Vô Danh quay sang hỏi thăm Tần Vũ, cậu còn chưa biết nên báo danh tên giả hay tên thật của mình thì Khương Nghiên đã nói tên cậu ra. Điều này làm cho Tần Vũ cũng rất bất ngờ. Nàng ta cho biết sau này cậu rất nổi danh đấy. Vô Danh thì yêu cầu mọi người ở lại cùng hắn uống rượu sảng khoái. Biết Quân Lạc Vũ và Tần Vũ không biết tên này nên Khương Nghiên cũng giải thích. Hắn được xưng là Long Tộc Song Hoàng, một trong hai đại cao thủ của Long Tộc. Tần Vũ nghe vậy liền thoải mái đồng ý đi nhậu một trận. Chị Bạch quay về bẩm báo với Vũ Hoàng, tuy đã giao thủ vậy nhưng hắn hoàn toàn không rõ công lực của Tần Vũ. Chỉ biết là tiểu tử đó có thể dùng cơ thể chống lại đòn tấn công của hắn, còn có thể sống sót dưới tay Huyết Y Lãnh. Vũ Hoàng cũng thắc mắc vì sao Ngao Vô Danh lại tự dưng tham dự vào. Chẳng lẽ tên kia và Tần Vũ có quen nhau? Chị Bạch cho rằng bọn họ vốn không quen biết, chỉ là hắn ta được nhờ và để xa mặt. Dù là như vậy thì Vũ Hoàng cũng cảm thấy nên phải cẩn thận, đừng khiến Long Tộc cảnh giác. Tiểu tử đó vừa hiện thân, vừa hay tìm hiểu đến nguồn gốc, tra ra kẻ chủ mưu phía sau. Huyết Y Lãnh sau khi trở về, liền đem tin tức Quách Nô báo lại cho Huyết Y. Hạ ta vô cùng phẫn nộ, lập tức phân phó truyền tin xuống bên dưới. Cho dù phải lật tung cả tiền mà yêu giới thì cũng phải tra ra kẻ đã làm chuyện đó, khó phải chính tay đấm kẻ này. Kẻ cầm đầu nơi này là Tuyết Thiên Nhai, gã ta đoán Tần Vũ đeo mặt nạ để lộ diện, nhất định là thay đổi hình dạng rồi. Vậy nhưng rất có thể vẫn còn ở bên cạnh Vô Danh và Quân Lạc Vũ, gã yêu cầu Huyết Y Lãnh chú ý thăm dò. Ngao Vô Danh dẫn mọi người về tiền phủ của mình, hắn và Tần Vũ cùng nhau cạn chén liên tục, bầu dạng vô cùng sảng khoái. Tuy mới gặp nhau chưa được bao lâu, vậy nhưng chỉ cần có rượu thì người lạ cũng thành người quen, giống như kiếp trước là huynh đệ thân thiết vậy. Nghe cậu nói chuyện, hắn mới biết Tần Vũ mới đến chưa được bao lâu thì đã chọc tức tới Vũ Hoàng rồi. Thảo nào trước đó đều che mặt hành động, vậy nhưng không sao, bây giờ cậu đã dùng thân phận thật để ngồi đây, cũng nói rõ là đã tin tưởng hắn. Hắn và Tần Vũ đều nói chuyện rôm rả, vậy nhưng Quân Lạc Vũ thì lại không thích lên tiếng, chỉ im lặng nhấm nháp chén rượu. Ngao Vô Danh sớm đã nghe nói đến tên tuổi của Quân Lạc Vũ. Khá tài chính là thiên tài tiền đế của tiên giới, trăm năm mới gặp một lần. Không tới ngàn năm nữa, sẽ từ thiên tiên cảnh tu luyện tới huyền tiên cấp 2. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tốc độ này cũng coi là rất nhanh, vậy nhưng so với Tần Vũ thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Nghe nói Vô Danh đang tính đi tới Ẩn Đế Tinh, gặp một người bạn của tàu thú tộc tên là Mông Hoành. Vừa vặn Tần Vũ cũng có một người bạn xuất thân từ tàu thú tộc, nên ngỏ ý muốn đi cùng hắn. Hắn ta đồng ý. Đang uống rượu ngon thì Khương Nghiên đi tới thúc giục Vô Danh, mau chóng đi tới Ẩn Đế Tinh. Bốn người bọn họ lập tức cùng nhau xuất phát đến đó. Nơi dừng chân tiếp theo là trang viên của Mông Hoành. Tên tráng sĩ tóc đỏ này chính là yêu đế Mông Hoành. Tần Vũ hỏi thăm lai lịch của hầu phí. Gã ta cho biết trong vòng 200 năm gần đây đúng là có một siêu cấp thần thú là xuất thân từ Hỏa Tinh Thủy Viên. Rất có thể là hầu phí mà cậu đang tìm kiếm. Tên kia hiện tại đang là bảo bối quý giá của Đại Viên Hoàng nên đương nhiên là đi theo bên cạnh Đại Viên Hoàng bệ hạ rồi. Cậu tiếp tục hỏi thăm đến Tiểu Hắc.
cậu ta có nguồn gốc là phi cầm nhất tộc. Vậy nhưng, Mông Hoàng lại cho biết, mấy chục năm gần đây chưa nghe nói có thần thú phi thăng đặc biệt nào. Vô Danh cũng cho biết, siêu cấp thần thú phi cầm nhất tộc cực kỳ thừa thớt. Cho dù là thượng cấp thần thú cũng không có nhiều, nếu như là phi thăng khoảng 200 năm gần đây thì chắc chắn hắn sẽ biết. Vậy nhưng hắn căn bản là chưa từng nghe tới. Tần Vũ cho biết thêm, cũng có lẽ là Tiểu Hắc đã che giấu thân phận, Quân Lạc Vũ phủ nhận sẽ không có chuyện đó. 200 năm qua cũng chỉ có một siêu cấp thần thú xuất hiện, đó chính là bằng tộc Kim Sĩ, Đại Bằng Điều, Tông Quận. Tần Vũ nghe vậy liền lo lắng, không nghe tin tức thì có lẽ Tiểu Hắc đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu muốn lập tức đi tìm Hầu Phí. Vô Danh lập tức ngăn cản, thân phận của đại viên hoàng rất tôn quý, hành tung lại bất định. Theo hắn thấy thì vẫn để cho Mông Hoành phái người đi liên lạc trước. Tần Vũ nghe vậy đành phải làm phiền đến lão ta rồi. Trong thời gian chờ đợi thì cậu lại tranh thủ tu luyện công pháp, cuối cùng cũng thành công đột phá lên cảnh giới hắc động. Ám tinh trong cơ thể xuất hiện biến hóa, nó liên tục hấp thu lực lượng xung quanh. Do động lực lượng gây ra quá lớn, ngay cả đám người Vũ Hoàng cùng các cự đầu cũng cảm nhận được. Bọn họ lập tức đến xem xét chuyện gì đang xảy ra. Hắc động trong cơ thể cậu giống như một cái động không đáy, liên tục hấp thu lực lượng bên ngoài. Vô số dòng chảy vũ trụ liên tục tụ tập tới ảnh đế tình. Bọn họ cho rằng chẳng lẽ là ẩn đế muốn độ thần kiếp. Tuy nhiên, ẩn đế lại lên tiếng phủ nhận chuyện này không phải do mình gây nên. Ngay cả Vô Danh cũng không biết ai đang làm nên động tĩnh to lớn này. Đột nhiên một dòng chữ bằng năng lượng xuất hiện, nội dung chính là đang cho Tần Vũ. Tần Vũ cũng bất ngờ, rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Mấy cự đầu thì càng bất ngờ hơn. Kẻ có thể điều khiển toàn bộ năng lượng vũ trụ, đây là thần thống bức nào, lẽ nào là thần giới? Thần lực của Tần Vũ bây giờ là hắc động tiền kỳ, đã đủ để mở ra khương lan giới tầng đầu tiên. Bên trong khương lan giới là một không gian khác biệt với thế giới bên ngoài. Lan Thúc bất ngờ hiện ra, ông vô cùng vui mừng, quả nhiên là cậu không khiến cho ông thất vọng. Trong thời gian ngắn, tiến cảnh có thể gọi là thần tốc. Nơi này chính là nơi tu luyện của Hầu Phí và Tiểu Hắc năm đó. Đó cũng là pháp bảo tùy thân của ông. Tu luyện trong này 10 năm, bên ngoài chỉ là 1 năm, như vậy cũng có nghĩa là làm ít hưởng nhiều. Hy vọng cậu có thể siêng năng tu luyện. Dứt lời thì Lan Thúc cũng rời đi. Bóng hình Khương Lập lại xuất hiện. Đây không phải là Trần Chính có mặt, mà chỉ là dùng tinh thần lực để giao tiếp. Nàng dặn hắn tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau này còn có cơ hội gặp lại. Nói xong thì Khương Lập cũng rời đi. Tập phim đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!